Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Như tiếp tục là một video clip về con H21 này. Thì tại sao ngày hôm nay Như làm cái con camera này? Cái thứ nhất là cái con camera này đã giá rẻ, mà cái chất lượng của nó thì vượt trội so với cái giá thành. Đối với khách hàng mà thích chuộng giá rẻ mà sử dụng camera hàng chính hãng, hàng bền thì các bạn có thể chọn con camera này. Thứ nhất là con này phù hợp lắp đặt ở trong nhà. Thứ hai là nó full những chức năng thông minh như là tích hợp mic và loa, đàm thoại hai chiều. Có còi báo trộm. Thì con camera này đã full chức năng của dòng KB One, H21 và hàng xoay trong nhà rồi, xoay 360 rồi. Thì vì vậy rất là thích hợp cho những khách hàng nào mà muốn mua giá rẻ mà sử dụng hàng chính hãng, hàng tốt. Thì đối với con camera này ấy, thì thông thường ấy, là giống như là giá lẻ trên catalog của nó, có giá thành của nó là thế này. Các bạn có thể thấy giá thành của con camera của nó này. Trên catalog thì cái giá thành của nó là có giá là 1.140.000 một con các bạn. 1.140.000 một con, nhưng khi mà các bạn mua con camera này về tự lắp thì nó sẽ không phải một cái giá đó. Thì hiện tại như đang để cho khách hàng với một mức giá rất là gọi là tiếp cận được các bạn là 650.000 một con. Thường khi mà các bạn gọi gọi người về lắp ấy, thì các anh là sẽ không có để mức giá quá rẻ như vậy. Thì thường khi mà mua vào là các anh sẽ phải để với một mức giá gọi là từ giá như thế này. Thứ nhất là các anh sẽ bảo trì bảo hành tại nhà cho các bạn. Thì cái giá này cũng là hợp lý so với cho những kỹ thuật mà mua lắp tại nhà các bạn. Còn nếu như mà các bạn không muốn là tiết kiệm chi phí, không muốn gọi người tới lắp mà các bạn mua tự lắp thì tất nhiên là giá nó sẽ rẻ hơn rồi. Tiết kiệm vừa chi phí này vừa vừa vấn đề về sản phẩm được sử dụng với giá xỉ nữa. Thì một nơi mà các bạn tìm được mua giá xỉ mà còn được hướng dẫn tận tình ấy, thì phải tìm một cái nơi cực kỳ uy tín. Thứ nhất là người ta bảo hành cho các bạn, cái thứ hai người ta hướng dẫn lắp đặt cho các bạn, bất cứ vấn đề gì người ta sẽ chịu trách nhiệm cho các bạn. Vì vậy thì ngày hôm nay Như sẽ gửi tới các bạn một mẫu camera trong nhà cho những khách hàng mà cực kỳ khó tính với vấn đề giá thành và tìm những cái con giá rẻ mà sử dụng phải là chất lượng cơ. Thì con này rất là phù hợp. Cái con này có giá là 650.000 một con giá xỉ cho các bạn. Thì toàn bộ camera này là hàng chính hãng 100% và được bảo hành chính hãng 2 năm. Các bạn sẽ được hỗ trợ bằng cách là đổi mới trong tuần đầu tiên nếu gặp bất cứ một vấn đề gì về camera. Còn lại camera sẽ được bảo hành chính hãng 2 năm và Như sẽ hỗ trợ bảo hành các bạn một cách sớm nhất nếu bất cứ một cái trục trặc gì xảy ra với camera. Đấy, cái điều đấy để các bạn an tâm khi mới sử dụng camera rồi. Thì như cho các bạn coi tính năng của camera này nhá. Thì thứ nhất đối với con camera này ấy, là camera wifi quay quét 2.0 MP, là nó xoay 360 các bạn. Độ nét hình ảnh của nó là 2.0 MP. Đây, bây giờ những cho các bạn coi cái độ nét hình ảnh của camera này luôn. Hiện tại thì nhà Như đang sử dụng cái con camera KB1 H21B này. Đây. Đây là cái con hình ảnh chân thực nhất của con H21B các bạn có thể độ nét 2.0 MP, các bạn có thể thấy như thế nào. À, này phóng lên này. Rồi zoom vào này. Đấy, zoom vào. Thì đây là con H21 các bạn nhé, hình ảnh của nó này tương đối rất là chuẩn các bạn, đẹp. Đó, các bạn đừng có lo, các bạn sợ là không đẹp. Thì đây, con camera như thế này. Hình ảnh nó như thế này. Và có thể nói được các bạn nhé, trên đây nó có mic nhỉ. Có mic và loa đàm thoại hai chiều toàn bộ trên đấy hết. Đấy, nên cho các bạn coi về cái hình độ độ đẹp của nó, hình ảnh của nó, các bạn phải biết thân thực như thế nào. Thì còn đối với con 40 là giá của nó 750.000 một con lận thì nó sẽ đẹp hơn. Tiếp tục nó nữa sẽ là chuẩn nén hình ảnh H265, chuẩn nén hình ảnh H264. Đối với cái chuẩn nén này thì là tiết kiệm dung lượng ổ ổ cứng, dung lượng thẻ nhớ cho mình thôi. Còn tiếp tục là ống kính cố định là 3.6, thì thông thường những cái ống kính này sẽ ống kính chuẩn các bạn. Cái 3.6 là độ rộng của cái cái con camera. Vì vậy nó thích hợp. Đấy, các bạn thấy độ rộng của camera. Đây, độ rộng này. Camera này như lắp thì độ rộng nó khoảng như thế này. Rất là chuẩn và đẹp các bạn. An tâm phần nào về cái góc chuẩn của nó. Khi mà lắp các bạn cứ tra căn cái góc chuẩn nhất, chứ không phải là do camera mà do mình lắp cái con camera như thế nào, góc nó sẽ như thế vậy. Rồi tiếp tục đó là quay quét 36 3355 dọc 5 80 tốc độ 100 giây, 100 độ 1 giây. Đó, các bạn có thể thấy được là nó sẽ thể hiện được cái tốc độ quay của nó và nó quay như thế nào, quay được bao nhiêu độ. Tiếp tục theo đó là tầm xa hồng ngoại của camera lên tới 10 mét các bạn. Hỗ trợ tính năng thông minh như là theo dõi đối tượng, phát hiện chuyển động, phát hiện con người, phát hiện âm thanh bất thường. Thì cái tính năng này các bạn giúp cho con camera nó thông minh. Thứ nhất là nó tiết kiệm dung lượng thẻ nhớ, ví dụ như có con người thì nó sẽ mới lưu, hoặc là các bạn đặt cái chế độ lưu 24 giờ trên một ngày, hoặc là nó có còi các bạn,
khi mà nó phát hiện con người, phát hiện âm thanh bất thường thì cái còi nó sẽ hú lên các bạn. Đó, cái sự thông minh của nó đấy, tích hợp mic và loa và hỗ trợ đàm thoại hai chiều. Thì con camera này ấy, nó có tích hợp mic và loa. Cái mic của nó sẽ nằm ở trên đây và cái loa của nó sẽ nằm ở phía dưới này. Đấy, nó tích hợp mic và loa thì hai cái chức năng này ấy, nó sẽ làm cho con camera nó có thêm một cái tính năng rất là thông minh, đó là đàm thoại hai chiều. Tích hợp mic và loa và đàm thoại hai chiều các bạn. Cái con camera này với giá thành là 650 ngàn một con mà như để cho các bạn ấy, thì với cái giá này ấy, các bạn có thể mua được các bạn ạ. Một cái con mà như cảm giác giống như nó giá nó rẻ nhất trong cái dòng camera wifi mà như đang giới thiệu cho các bạn. Thì thông thường đối với một con camera ấy, nó sẽ có những camera là nó có những chức năng như là camera ngoài trời, camera trong nhà, camera ngoài trời quan sát có mic, camera ngoài trời quan sát có mic và loa, camera ngoài trời, camera có full, có báo trộm, camera có báo trộm, rồi tích hợp thêm full color thì tùy theo nhu cầu mà như chọn lựa camera phù hợp nhất với từng khách hàng. Nhưng đối với những khách hàng mà muốn chọn camera rẻ thì các bạn cứ chọn con này sử dụng. Thứ nhất là ở trong nhà nha, các bạn phù hợp ở trong nhà hoặc là ở ngoài trời mà có mái hiên. Mái hiên nha các bạn, tại vì con này nó không chống nước được nên vì vậy rất thích hợp lắp đặt ở ở vị trí nào mà có mái hiên, nó chịu gọi là không chịu mưa tốt đấy các bạn. Thì đấy, thế cái con camera này nó tích hợp những cái tính năng thông minh của camera xoay 360. Thì cơ bản là các bạn muốn rẻ các bạn cứ chọn con này, như còn nếu mà các bạn muốn chọn cái con nào mà nó có full thêm chức năng thì các bạn chọn sẽ cấu hình nó cao hơn một chút xíu nữa thì nó sẽ mắc tiền hơn, nhưng mà nếu muốn cái rẻ các bạn cứ chọn con này, thứ nhất là ổn định rồi, thấy nó rất là rẻ. Cái con này các bạn mua tự lắp được, nó rất là dễ lắp các bạn, rất là dễ lắp, đừng có gọi người về lắp. Tại vì tại sao? Tại vì thứ nhất là nó rẻ, cái thứ hai là nó dễ lắp, cái thứ ba là các bạn nó dễ lắp quá mà các bạn gọi về người về lắp ấy, thì nó tốn cái chi phí quá. Còn nếu như gia đình mình mà lắp qua bộ ấy, thì có thể gọi người về lắp thì người ta bảo hoàn tận nhà cho mình. Thì cái khác biệt giữa vấn đề về lắp và vấn đề về mua về lắp là nếu như người mua cái nơi mà lắp cho các bạn, người ta phải bảo hành bảo trì tại nhà cho các bạn thì mới mức giá đấy mới là ok. Còn nếu như mà người ta gọi mình gọi tới mà lắp mà đến lúc mà mình bảo hành bảo trì ấy, người ta lại trốn mất tiêu thì như vậy rất là phung phí với tư để tiền. Thứ hai là các bạn chọn một nơi chưa uy tín để bảo hành bảo trì sản phẩm cho các bạn. Nên vì vậy như luôn luôn nhắc nhở các bạn là mua bất cứ một camera ở nơi nào cũng vậy, thì các bạn nên chọn một nơi mua một nơi uy tín, người ta bảo hành bảo trì tận nhà cho các bạn, hoặc các bạn mua 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 xỉ thì người ta phải có hỗ trợ bảo hành như thế nào đó mà các bạn tin tưởng nhất. Thì đấy là lời khuyên chân thành của các bạn. Thì ngày lời khuyên chân thành của ngày hôm nay như dành cho các bạn, nếu các bạn muốn mua camera wifi giá rẻ cứ quất con này mà chơi, cứ chọn con này chơi các bạn. Tại sao mà như chọn con này thì như bảo các bạn rồi, cái chất lượng của nó là những đảm bảo rồi. Cái thứ hai là vấn đề giá thành nó rẻ nhất trong dòng camera wifi ổn định, đừng có mua con rẻ hơn các bạn. Bạn mua con rẻ hơn là mệt, cứ xài cái con KB1 hoặc như thế này mà giá rẻ nó ổn định, xài bao nhiêu năm không hư. Trừ khi nào mà các bạn đập hay các bạn sấm sét nó đầm đập nó gì nó thì nó mới hư, còn lại sẽ không hư được các bạn. Đó, thì các bạn chọn con này camera này. Thì bất cứ một thắc mắc gì về camera các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Như để được tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật một cách tốt nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay.